Chúc mọi người một năm mới, đầu tiên là phải có thật là nhiều sức khỏe nè, thứ hai là sẽ đạt được tất cả những cái dự định mà mọi người đang lên kế hoạch, cũng như là tất cả những cái điều mà mọi người ước ao trong năm nay nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ cùng bắt đầu với video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay là một cái video rất là nhẹ nhàng, không có gì quá là cầu kỳ, sẽ là một cái video mà Trinh ngồi unbox cũng như là try first impression với mọi người về những cái sản phẩm mà Trinh vừa mới nhận được ngày hôm qua. Tụi nó vừa mới đến tối hôm qua luôn, nên là hôm nay thì Trinh sẽ unbox các em ấy. Và điểm chung của tất cả các em ấy thì đều đến từ Hàn Quốc. Mọi người biết là dạo gần đây thì Trinh rất là cuồng mỹ phẩm Hàn Quốc, cả về makeup và skincare luôn. Thế nên là trong video ngày hôm nay thì Trinh có hai box đồ rất là bự đến từ hai công ty khác nhau, gửi trực tiếp từ Hàn Quốc, nhưng mà có cả makeup với cả skincare luôn. Thế nên là mọi người nhớ tiếp tục theo dõi video này nha. Đầu tiên thì Trinh sẽ mở cái box này trước. Đây là một cái box đến từ Style Korean. Dạo trước á, thì Trinh nhớ là Trinh có đăng ở trên Instagram về cái thông tin là Style Korean đã chính thức có mặt ở Việt Nam rồi. Không hẳn đấy là một cái website đặt ở Việt Nam nha, nó vẫn là ở Hàn Quốc và tất cả mọi sản phẩm thì đều được ship từ Hàn Quốc về. Tuy nhiên thì mọi thông tin là đều ở tiếng Việt, nên là mọi người lên đó thì xem rất là dễ, và ngay cả giá cả thì là cũng bằng tiền Việt luôn. Thì đợt này Trinh có một số sản phẩm đến từ Style Korean cũng khá là nhiều, chủ yếu là skincare thôi. Chỉ có duy nhất một sản phẩm makeup. Ta-da! Chắc là Trinh sẽ mở cái sản phẩm makeup này trước ha. Thì đây là một cái em Cheek Palette, là một cái em bảng phấn má của hãng Iskin. Mọi người biết là Iskin quá là nổi tiếng với cái dòng son kem lì của em ấy rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Trinh thử một cái sản phẩm khác đến từ hãng, và cụ thể là một cái sản phẩm makeup. Thì đây là một cái bảng phấn má. Thì lần đầu tiên khi mà Trinh nhìn thấy em này á, thì Trinh hình dung là cái palette này nó phải to hơn, chứ nó không thể nào mà nhỏ như thế này. Ngay cả những cái pen của nó, mọi người thấy không, nó cũng rất là nhỏ, nhìn nó chỉ kiểu bự hơn những cái phấn eyeshadow một chút thôi, chứ còn phấn má thì nó khá là nhỏ so với những cái expect của mình. Còn lại thì cái packaging nhìn cũng rất là sleek, một cái màu đen có 500 thít, và bên trong thì có một cái gương cũng rất là tiện. Bây giờ thì trong đây có tổng cộng là 6 màu phấn má khác nhau, từ những cái tông rất là tông nút da nè, cho đến những cái tông cam nè, cho đến những cái tông hồng. Thì đây là một trong những cái tông bản màu mà Trinh cảm thấy mình thích nhất. Tại vì cùng một cái palette này á, thì họ cho ra đời rất là nhiều cái palette màu khác nhau. Có những cái palette thì thiên về đỏ, là thiên về những cái tông màu tối hơn. Còn cái palette này thì Trinh cảm thấy đây là những cái tông cam hồng trung tính mà mình thường hay sử dụng, nên là Trinh quyết định đã chọn cái palette này. Bây giờ sẵn đây thì Trinh cũng chưa có đánh phấn má, bây giờ thì mình sẽ thử luôn một cái màu phấn má ở trong này đi ha. Chắc là đầu tiên Trinh sẽ đánh một cái màu nhạt trước. Trinh sẽ sử dụng cái màu ở chính giữa này. Hiện tại thì mặt của Trinh không có foundation, nó chỉ là da thật thôi. Và rất là nhiều bạn hỏi Trinh là sao da của Trinh lúc nào cũng kiểu hồng hồng á. Thì thật sự là Trinh cũng không biết là phải trả lời mọi người như thế nào. Tại vì Trinh nghĩ là một phần da của mình rất là mỏng và nhạy cảm, nên là chỉ cần điều kiện thời tiết hoặc là tâm lý của mình nó thay đổi một chút thôi, thì cái má của Trinh nó sẽ ửng hồng lên như vậy á. Đó. Hiện tại thì Trinh thấy là nó không có lên màu được rõ lắm. Có thể là do Trinh không có đánh nền ở dưới á, cho nên là mọi người sẽ không thấy rõ lắm cái màu phấn má này nó lên. Nên là bây giờ mình sẽ sử dụng cái màu cam này. Màu cam này giống như là cái màu cam cà rốt á. Đây là cái màu mà Trinh quyết định mua cái bản màu má này. Đây nha. Giờ mình sẽ thử nhúng em này. Phấn thì nó không có bị fall out nhiều khi mà đã màu này thì lên đậm hơn hẳn. Quá, cái màu này xinh quá mọi người ơi, xinh lắm luôn ấy. Trinh sẽ đánh theo kiểu xay rượu một chút nha. Cute quá, dễ thương quá. Lâu lắm rồi thì Trinh mới cảm thấy là yêu một cái em phấn má đến như vậy. Cái màu này rất là xinh luôn. Nhìn da của mình rất là căng bóng khi mà đánh cái màu này lên. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Chất phấn thì Trinh cảm thấy tán cũng được, cũng ok.
không hẳn là dễ tán lắm mà cũng không khó tán. Nói chung là nó là một cái chất phấn rất là bình thường, nhưng mà cái độ pigmented thì của riêng cái màu cam cà rốt này là nó lên rất là tốt. Xinh quá, xinh quá. First impression thì khá là ưng cái bảng màu má này. Moving on thì bây giờ tụi mình sẽ unbox đến những cái sản phẩm skincare trong cái box này. Đầu tiên thì đây là một cái em xịt khoáng đến từ hãng Fixons. Em này có tên là Keep Cool and Ocean Mist. Xin nhớ là em này có rất là nhiều mùi khác nhau, cái chai của nó màu khác nhau. Thì hình như là có màu hoa hồng, là màu rose, rồi một cái màu xanh lá cây nữa. Nhưng không nhớ chính xác là những em đó thì có mùi như thế nào. Nhưng mà Trinh quyết định là chọn cái em màu xanh dương này, tại vì nó có tên là Ocean Mist. Trinh vừa mới đi biển về cho nên là mình cảm thấy cũng rất là nhớ không khí biển. Cái chai này rất là bé luôn á, Trinh không nghĩ là nó bé đến mức như vậy. Khi mà Trinh nhìn trên website của Shine Korean thì Trinh nghĩ nó cũng bé lắm rồi, nhưng mà khi mà cầm trong tay thì Trinh thấy nó còn bé hơn nữa. Không biết, em này chỉ có 60ml thôi mọi người. Đó, thì mọi người thấy là trong này nó có những cái hạt li ti xanh 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 này nè, không biết công dụng để làm gì nữa. Theo như Trinh nhớ là em này sẽ có những cái chức năng giống như là xịt khoáng để dưỡng da nè, hoặc là kiểu giữ cho lớp make up của mọi người, nên là mọi người có thể xài trước hoặc là sau khi mọi người make up nha. Bây giờ Trinh sẽ thử xịt em này lên cho nó mát. Cái đầu xịt của nó thì không phải là cái đầu xịt tốt nhất mà Trinh đã từng xài. Nó tỏa ra khá là rộng, ti xịt thì cũng mềm nhưng mà không được mịn lắm. Cảm giác như khi mà xịt lên trên mặt á, thì nó là nước chứ không phải là nó là xương. Trinh thích những cái vòi xịt mà nó có thể tạo xương hơn là tạo nước như thế này. Còn cái mùi ocean hả, mùi của đại dương thì cũng có hơi hướng của mùi biển ở trong này, cũng khá là tươi mát, nhưng mà nó vẫn có một cái chút mùi gì đó, nó hơi perfume một chút, nó hơi kiểu nước hoa một chút, nên là không phải là cái mùi mà Trinh thích nhất. Nhưng mà nhìn chung thì cũng không phải là một sản phẩm xịt khoáng tệ. Thì mình sẽ mở tiếp em này đi. Em này là Hamish On Clean Bond. Đây là một cái dạng sáp tẩy trang. Thì Trinh nhớ là Trinh đã ca ngợi em này rất là nhiều lần rồi, trong cả những cái video về skincare routine. Và Trinh nhớ gần đây năm 2018 thì Trinh cũng có làm một cái video là Best of Skincare. Thì Trinh nhớ là Trinh cũng cho em này vào. Thì đây là một cái dạng tẩy trang dạng sáp. Khi mà mọi người apply lên trên mặt lúc mà mọi người tẩy trang á, thì nó sẽ nhũ hóa ra dạng giống như là kiểu dầu vậy đó. Thì cái nguyên tắc hoạt động của nó y hệt như là dầu tẩy trang, chỉ có cái là nó cô đặc lại thành sáp, nên là khi mọi người sử dụng thì nó cũng tiện, và nếu mà mọi người mang đi đâu thì nó cũng tiện hơn. Và mỗi lần mà mình xài thì mình swoop được đúng cái lượng mà mình cần á. Và em này thì đã cải tiến packaging là cái nắp nó dính như thế này, và ở trên này thì nó có một cái bachelor rất là tiện. Trinh rất là thích cái packaging này, và với cái mức giá cũng rất là rẻ, Trinh nhớ là chỉ tầm khoảng 350-400 gì đó thôi, mà mọi người có nguyên một cái hũ to 120ml xài. Nếu mà mọi người make up hàng ngày, mọi người sử dụng em này hàng ngày á, thì mọi người có thể xài ít nhất là trong vòng 1 tháng đến 2 tháng. Còn nếu mọi người ít make up như Trinh á, thì mọi người còn có thể giữ em này được lâu hơn nữa. Và cái sự tẩy sạch của em này rất rất là thích. Dù em này với em Banilaco thì Trinh thích em này hơn nhiều so với cái em Banilaco, tại vì Trinh thấy em này tẩy sạch hơn nhưng mà nó lại kiểu dịu nhẹ ở trên da của mình hơn. Còn Banilaco thì cảm giác đã tẩy không sạch rồi, nhưng mà trong cái thành phần của nó cũng không có tốt bằng những cái thành phần ở trong cái sản phẩm này. Tiếp theo thì ở đây Trinh có một cái hộp kem dưỡng của hãng Jumiso. Gần đây thì Trinh có đề cập đến một cái mask, một cái mặt nạ giấy của Jumiso Hello Skin á. Đó là một cái mặt nạ giấy mà Trinh rất là thích. Thì lúc đầu thì hãng chỉ cho ra đời những cái sản phẩm mặt nạ giấy thôi, nhưng mà gần đây thì hãng đã cho ra đời thêm nhiều sản phẩm skincare hơn. Trinh nhớ là có vitamin C nè, serum vitamin C nè, và một số những cái loại serum khác, và có kem dưỡng. Thì đây là một cái dạng kem dưỡng ẩm có chứa tinh chất oxen và centella là tinh chất rau má. Em này sẽ có công dụng là deeply hydrating, có nghĩa là dưỡng ẩm rất là sâu và đồng thời có thể phục hồi da của mọi người nhờ vào hai cái tinh chất là oxen và rau má. Nên là em này sẽ thích hợp cho những bạn mà kiểu
da bị mụn hoặc là da bị tổn thương do bị dị ứng, hay là khi mà nặng mụn về hoặc là sau khi mọi người bị kích ứng á, thì những cái thành phần oxen và rau má nó sẽ làm dịu da và phục hồi vết thương của mọi người rất là tốt. Trinh nhớ là cái sản phẩm của Benton nó có chứa rất là nhiều oxen, snail, và nó cũng có một cái công dụng là phục hồi da. Thì trong cái sản phẩm đó nó chỉ có mỗi tinh chất oxen thôi, còn em này thì được bổ sung thêm centaurin nữa, là hai cái thành phần rất là tốt trong việc điều trị những cái chứng bệnh mà Trinh vừa mới nói. Chứng bệnh thì nghe ghê quá, trong những cái triệu chứng về da mà Trinh vừa mới nói ha. Đó, thì em này được đựng trong một cái hũ nhựa cứng, nhìn cũng sang, cũng không phải là rẻ tiền đâu. Chỉ nhớ là cái hộp kem này rất là rẻ, nó không có đắt, nhưng mà nhìn cái packaging thì nó không hề rẻ tiền một chút xíu nào. Thì Trinh sẽ mở ra bên trong. Đây. Cái mùi của nó thì cũng nhẹ nhẹ, không có bị nồng nặc mùi mỹ phẩm lắm. Đây, mọi người thấy là cái chất kem của nó thì nó không hẳn là một chất kem mỏng, nhưng mà nó cũng không có dày như là kiểu butter đâu. Nó kiểu dày hơn kem một chút xíu, nó dày hơn cream một chút xíu. Và mọi người cho lên trên da thì cảm giác là nó rất là mát, nó rất là mịn luôn. Và nó thấm cũng tốt. Chỉ có cái là cái bề mặt mà nó để lại thì vẫn còn ẩm, nên là nếu mà mọi người muốn thì mọi người phải massage kỹ một chút để cho nó thấm vào da hơn, thì nó không có làm cho bề mặt da của mình rít rít. Đó, khi mà bây giờ Trinh massage chắc là được tầm 10 lần rồi đó, thì bây giờ nó đã thấm hẳn vào da của Trinh luôn. Nó không làm cho cái bề mặt da của Trinh bị rít rít khó chịu, nhưng mà Trinh cảm thấy là nó rất là ẩm. Theo ở đây thì Trinh còn một cái sản phẩm của Pink and Yul. Mọi người biết là Trinh rất là thích các cái sản phẩm của Pink and Yul, và dạo gần đây thì họ cho ra đời nguyên một cái line là chuyên trị mụn á. Đó, thì đây là một cái dạng kem chấm mụn spot cream, nghĩa là mọi người chấm trực tiếp vào cái những cái vùng da mà mọi người bị mụn. Những sản phẩm của Pink and Yul thì Trinh đã nói rất là nhiều lần rồi, là họ gần như là dược mỹ phẩm luôn. Họ chỉ dùng rất là ít thành phần, và những cái thành phần đó cũng rất là đơn giản, không có chứa quá là nhiều hóa chất, nên là sẽ thích hợp với những bạn mà có da nhạy cảm. Và gần đây thì họ ra đời cái Acne Line này, cái line mà dành cho da mụn á. Thì đây là cái sản phẩm đầu tiên mà Trinh thử của cái dòng Acne. Đây là một cái dạng kem chấm mụn đó. Mọi người thấy là nó là một cái dạng kem sữa đục như thế này, và mọi người chỉ chấm vào những cái đốm mụn của mọi người thôi, chứ nếu mà mọi người cho hết lên trên da mặt á, thì nó sẽ hơi phí, tại vì cái tuyết kem này thì nó bé tẹo như thế này thôi. Thì Trinh sẽ test thử cái sản phẩm này để xem là nó có thật sự hiệu quả hay không ha. Những cái sản phẩm của Pink and Yul thì giá rất là rẻ luôn á. Trinh nhớ là có khi South Korean sale chỉ có $9.99 một sản phẩm thôi, thì là nó tầm khoảng hơn 200.000 một xíu. Mà đối với một cái dạng sản phẩm dược mỹ phẩm lành tính như vậy thì Trinh thấy cái mức giá nó không hề đắt một chút xíu nào hết. Theo thì ở đây Trinh có một chai toner của Wamisha. Đây cũng là một cái sản phẩm mà Trinh mua lại. Đây là Organic Flowers Toner Deep Rich. Đây là một cái dạng toner cấp ẩm và chống lão hóa nhờ vào những cái thành phần fermented, có nghĩa là được lên men. Cái texture của em này thì nó dày hơn so với những cái dạng toner truyền thống. Nó sẽ giống như là kiểu giữa nước và dạng đặc như là serum vậy đó. Nên là khi mà mọi người apply lên trên da thì nó sẽ cấp ẩm rất là tốt. Và đây là cái chai thứ hai mà Trinh mua lại rồi. Em này thì khi mà Trinh dùng thì Trinh không cảm thấy cái hiệu quả lão hóa. Và thật sự là những cái dạng kem mà quảng cáo cho mọi người là có chức năng lão hóa thì mọi người cũng phải dùng chắc là mấy chục hũ hoặc là dùng mấy năm thì mới có thể thấy được tác dụng. Nên là em này thì trước mắt Trinh chỉ cảm thấy là thích, là tại vì nó cấp ẩm cho Trinh rất là tốt, và đồng thời cái thành phần của nó rất là tốt nữa, nên là Trinh quyết định là dùng một em thôi. Chứ nếu mà nói là đây có phải là must have để mà mọi người sử dụng hay không, đối với những bạn mà kiểu care nhiều về thành phần lên men cũng như là thành phần lành tính á, thì là must have. Còn đối với những bạn mà không care lắm á, thì cũng không hẳn đây là một thành phẩm, một sản phẩm mà mình bắt buộc phải mua đâu ha. Nhất là với cái giá của nó cũng không hề rẻ. Một cái chai này chỉ có tầm khoảng 100 mấy ml á, 120 ml thôi, mà giá của nó thì có khi lên đến $3-40 luôn, thì Trinh thấy khá là đắt. Theo thì Trinh có
một cái sản phẩm dưỡng môi đến từ hãng Clavu. Mọi người biết là trước giờ cái sản phẩm dưỡng môi còn gọi như là Holy Grail của Trinh đó là cái em Laneige Lip Sleeping Mask, thì Trinh đã cho em ấy vào 2018 Best Skincare Product rồi, cho nên là Trinh xài em ấy hoài, Trinh xài 3-4 hũ luôn mà Trinh kiểu cảm thấy mặc dù em ấy rất là tốt nhưng mà Trinh muốn sử dụng thử các hãng khác nữa để so sánh chất lượng như thế nào. Thì hôm nay Trinh quyết định là thử cái em Clavu này, cũng là dạng Lip Sleeping Mask luôn. Hãng Clavu thì không biết là ở Việt Nam mọi người có biết nhiều hay không, nhưng mà Trinh thấy là các blogger hàng á rất là thích cái sản phẩm của Clavu. Và gần đây nhất thì Trinh xem video của Charlotte Chow với lại John Kim, các bạn ấy cũng làm 2019 skincare products, thì các bạn ấy cũng crave về cái sản phẩm này của Clavu, nên là Trinh quyết định là đã dùng mua thử đó. Thì cái chai của nó đầu tiên là cái packaging thì nhìn đã xịn hơn hẳn Laneige rồi nhá. Nó không phải là dạng nhựa cứng nữa mà nó là thủy tinh luôn. Dung tích thì tương tự cũng là 20g. Em này thì nhìn y hệt cái texture của Laneige luôn, nó là dạng sáp như thế này nè. Nhưng mà em này chỉ có một mùi thôi, và cái mùi này thì nó hơi vani nhẹ một chút, chứ nó không có những cái mùi trái cây như là Laneige. Nhưng mà Trinh rất là thích cái packaging này, và Trinh rất là muốn test cho mọi người xem. Nhưng mà mọi người biết sao không, Trinh nhìn nó đẹp hoàn hảo quá đi, Trinh thật sự không muốn thọc cái tay của Trinh vào. Cuối cùng thì ở đây Trinh có hai sản phẩm đến từ cùng một hãng luôn. Đây là một cái hãng skincare, từ khi mà Trinh bắt đầu sử dụng các sản phẩm của hãng này thì Trinh cảm thấy là chưa có một cái sản phẩm nào mà làm cho Trinh thật sự thất vọng. Và nói là hầu hết thì Trinh đều thích tất cả những cái sản phẩm của hãng này. Thì đó chính là Dr. George. Ở đây thì Trinh có một sản phẩm là Sleeping Mask, mặt nạ ngủ, và một sản phẩm là gel dưỡng mắt. Thì nói cái sản phẩm mặt nạ ngủ này trước đi. Nếu mà mọi người có xem video lần trước Trinh review về các sản phẩm của Dr. George đó, thì Trinh có một cái chai mặt nạ ngủ màu vàng Tada. Thì đây là cái chai mà Trinh mua lần trước và Trinh xài, mọi người thấy là xài gần hết nửa hũ luôn. Em này thì có tác dụng là improve skin elasticity and fine lines, thì nó là kiểu sleeping mask nhưng mà nó sẽ làm nâng cơ và giảm nếp nhăn. Không thấy rõ lắm đâu, nói chung là dùng thì cảm thấy da căng bóng rồi ẩm mượt, đủ ẩm thôi là tốt lắm rồi. Còn em này thì là vital hydra, có nghĩa là cấp ẩm thêm rất là nhiều đó. Thì dòng này là dòng chuyên cấp ẩm nha. Cái packaging của nó thì cũng giống như là cái em màu vàng này, nhưng mà Trinh thấy là cái texture của nó thì khác đấy. Đó, mọi người thấy không, đó là một cái dạng texture gel trong mà thoa lên da thì nó cực kỳ mát luôn. Cái hũ màu vàng kia thì cái texture của nó là dạng cream đặc, là đặc luôn, nên đầu tiên Trinh nhìn thì Trinh cứ nghĩ là chết rồi, nó sẽ không thấm vào da. Nhưng mà thật sự là một thời gian mà sử dụng, càng sử dụng thì càng cảm thấy là cái độ thần thánh của nó, tuy là nó dày nhưng mà nó thấm vào da cực kỳ tốt. Và em này cũng vậy, em này là dạng gel nữa cho nên là nó thấm vào da càng tốt hơn nữa. Thích quá. Dạo đây Trinh rất là thích những cái dạng dưỡng da mà dạng gel á, chứ không phải là dạng kem. Chắc có lẽ là vì mùa hè nóng được á, nên là Trinh thích những cái dạng gel này, nó mát. Trời ơi, mọi người, nó mịn khi mà mọi người cho cái lớp kem này lên xong á, bây giờ cái da tay của Trinh chỗ này nó mịn kinh khủng luôn. Thích quá. Và em này thì dung tích cũng bự lắm luôn á, 120ml lận. Sản phẩm cuối cùng trong cái box của Style Korean là sản phẩm của Dr. Jart luôn. Thì em này hình như là mới ra gần đây, Trinh vừa mới thấy trên website của Style Korean thôi. Còn trên Sephora thì Trinh không biết là bán từ lúc nào rồi, nhưng mà trên Style Korean đây, Trinh mới vừa thấy thì Trinh bắt buộc là Trinh phải mua em này. Em này là Dr. Jart Water Fuse. Ủa sao giống cái này? Không, cái kia là Vital Hydra. Cái này là Water Fuse Hydro Soothe Eye Gel. Đây là dạng kem dưỡng mắt nhưng mà dạng gel. Đó, mọi người thấy cái thêm những cái dạng kem dưỡng mà gần đây Trinh chọn không? Đa số là dạng gel thôi. Oh my god. Trời ơi, mùi của nó thì rất là thanh mát, mùi giống như kiểu mùi nha đam á. Và cái texture của nó nhìn cũng giống như là thạch nha đam vậy đó. Wow, mọi người thấy không? Nó giống như là kiểu thạch nha đam vậy đó. Ôi, thoa lên mắt nó rất là thích. Dạo gần đây thì Trinh sắp hết cái kem dưỡng mắt Trinh đang xài rồi. Trinh đang xài cái mặt nạ mắt của The Body Shop. Thì cái hũ đó cũng là dạng gel luôn và sắp hết rồi, nên là Trinh quyết định là sẽ
sẽ tạo em này. Ok, thì đó là tất cả những cái sản phẩm mà Trinh có từ Style Korean. Thì nhìn chung tất cả những cái sản phẩm này Trinh đều rất là happy. First impression, mình try một vài sản phẩm thì mình đều cảm thấy rất là ưng về texture và cả về mùi hương, cái độ dưỡng ẩm của nó nữa rất là tốt. Trinh sẽ tiếp tục sử dụng những em này và Trinh sẽ review sâu hơn ở những video sau hoặc là trên Instagram nha. Bây giờ thì mình sẽ mở tiếp một cái box thứ hai mà Trinh mới nhận được tối hôm qua luôn. Ta-da. Ta-da. Thì đây là những sản phẩm 90% là make up. Hồi nãy mọi người thấy là 90% là skincare. Thì đây là những sản phẩm make up nhiều hơn, đến từ một hãng có tên là Lip Hip. Trinh thấy ở Việt Nam cũng bắt đầu có bán son của Lip Hip rồi, mà ở đây thì lần đầu tiên mới bắt đầu sử dụng luôn. Thì đang sẵn nói về son thì bây giờ mình sẽ khui cái bịch son này ra trước nha. Đó, đây là cái catalog mà họ gửi kèm. Ở trong đây là có tổng cộng là đến 9 màu son khác nhau. Và nếu mà mọi người nhìn sơ qua trong này thì đa số là nó là những cái tông màu đỏ và cam là chủ đạo. Bây giờ đầu tiên thì Trinh sẽ thử em son có tên là Deep Kiss. Đây là một dạng son kem lì. Khi mà mọi người mở ra thì nó là một cái packaging của son kem lì rất là tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà cái điểm Trinh thấy hơi khác một chút xíu là nó khá là nhỏ. Cái thân của nó thì khá là mảnh so với những cái ống son bình thường. Và cảm giác cầm trên tay thì nó cũng khá là nhẹ nữa. Cái đầu son thì nó cũng dạng doe foot khá là tiêu chuẩn, không có gì quá là đặc biệt. Wow. First impression là cái chất son này nó rất là lỏng luôn. Mọi người thấy là khi mà Trinh cho lên môi thì Trinh bậm lại là nó đã tán ra rất là dễ. Nó không phải là một cái dạng chất son xốp đang rất là phổ biến bây giờ, mà nó là hơi liquid một chút xíu. Màu son thì khá là pigmented, Trinh chỉ đi khoảng chừng 2 lần thôi thì nó đã tô hầu như là full môi luôn. Nhưng mà màu này thì khá là đậm nên là Trinh muốn đánh một cái lớp rất là nhẹ như thế này thôi. Màu số 05 Deep Kiss này thì Trinh thấy nó là một cái màu đỏ hồng, rất là basic thôi, không phải là một cái tông màu quá là lạ, quá là trendy. Nhưng mà là một cái tông màu rất là dễ dùng, tôn da và tôn răng rất là tốt. Bây giờ thì Trinh muốn đánh một cái màu đậm hơn ngay chỗ phần lòng môi của mình. Trinh sẽ chọn màu Back Hug. Wow. Mọi người thấy là cái chất son nó rất là lỏng không? Cho nên là khi mà mình mới đánh á thì mọi người phải hết sức cẩn thận, không là nó dính răng như thế này nè. Thì first impression của Trinh về cái chất son này đó là em ấy khá là lỏng và set cũng nhanh nữa. Nãy giờ Trinh đánh chắc là tầm khoảng chưa đến 5 phút mà em ấy đã khô gần như là hoàn toàn luôn. Đây đích thực là một cái chất son kem lì hoàn toàn chứ không phải là son tint hay là son satin gì hết, mà nó sẽ khô lì luôn. Và cái cảm giác trên môi của Trinh tính tới thời điểm bây giờ thì nó vẫn khá là nhẹ môi, nó không có bị khô cong lại khó chịu. Bây giờ nếu mà bọng thì nó cảm giác là hơi dính dính một chút. Ok. Transfer thì hiện tại Trinh chỉ mới đánh chưa đến 5 phút thôi nên là cái độ transfer của nó cũng có, nhưng mà mọi người có thể thấy là nó rất là mờ nhạt luôn. Cho nên Trinh expect là cái chất son này sẽ bám khá là lâu, ít nhất là 6 tiếng đồng hồ. Ok, thì vừa rồi Trinh đã test thử hai màu son. Nãy giờ thì Trinh quay tiếp những cái footage khác và bây giờ thì mình quay kết nối theo á, nên là nãy giờ Trinh đã có tầm khoảng 3 chưa đến 30 phút đâu, khoảng chừng 20 phút sử dụng hai cái màu son này lên trên môi của mình. Thì đến thời điểm bây giờ son gần như là set hoàn toàn. Nó vẫn transfer một chút xíu thôi, nhưng mà nó không còn bị dính nữa và cảm giác nó rất là nhẹ môi. Trinh cứ nghĩ là khi mà nó khô xé lại hoàn toàn thì nó sẽ làm cho môi của Trinh dúng khó chịu lắm, nhưng mà thật sự là cái cảm giác vẫn rất là nhẹ môi. Và mọi người thấy là nó hơi làm lộ những cái vân môi của Trinh một chút, nhưng mà nó không hề làm khô môi của Trinh. Đây là một cái điểm đã rất là tốt rồi. Yeah. Ngoài ra ở trong này thì Trinh còn tới 7 màu khác nhau. Trong đây thì có những cái màu cũng hơi nước một chút, những cái màu nghiêng đỏ, những cái màu nghiêng cam, những cái màu nghiêng tím. Nếu mà mọi người muốn thì chắc là Trinh sẽ làm một cái video swatch riêng. Nếu mà mọi người muốn thì hãy comment bên dưới cho Trinh biết nha. Và tiếp tục, ở đây có tiếp một cái bịch nữa. Trong này thì là liquid eyeliner.
Trinh rất là thích eyeliner mà những màu khác ngoài màu black á, thì ở đây là họ gửi cho Trinh hai màu, một màu đen và một màu nâu. Giờ mình sẽ mở thử cái màu nâu. Hôm nay Trinh cũng đánh một cái eyeliner màu nâu của hãng Quencia. Trinh rất là thích cái eyeliner của Quencia luôn. Và Trinh đã làm cái video unbox cũng lâu rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì nhớ vào xem nha. Đây. Uf. Đây là dạng eyeliner, dạng pen luôn, dạng bút giả mọi người. Cái đường chì của nó rất là mảnh mọi người thấy không? Và nó lên màu cũng đẹp nữa. Trời ơi, nó lên màu rất là pigmented luôn. Có một số hãng á, eyeliner khi mà họ làm màu nâu, mấy cái màu nhạt nhạt như vậy á, thì nó lên màu không hề pigmented một chút xíu nào hết, và nó bị đứt khúc á, nó không có đẹp như vậy đâu. Nên là Trinh cảm thấy rất là thích. Packaging nhìn cũng rất là sang luôn á, đơn giản nhưng mà nhìn sang, Trinh thích như vậy. Theo thì là một cái hộp cushion. Đây là A Effect Cushion Wang Skin. Đây là của hãng Wang Skin. May quá họ gửi cho Trinh đúng tông màu da của Trinh luôn, đó là tông 21. Packaging của em nó thì như thế này. Đây là một cái màu trắng, nhìn cũng đơn giản ha. Đó, có cái chữ, có cái số 8 ở đây. Trong này thì nó là một cái packaging cushion rất là bình thường thôi. Nhưng mà cái mút này nó rất là mềm mọi người ơi, mềm lắm luôn ấy. Đó, Trinh chưa khui nữa. Rồi hiện tại Trinh có quá nhiều cushion và foundation đang mở ra dở dang rồi, nên là Trinh sẽ để dành em này không siêu lại nhé. Sau này khi mà Trinh sử dụng thì Trinh sẽ review thêm. Cuối cùng thì đây là hai sản phẩm cuối cùng trong cái box của hãng Lip Hip mà họ gửi. Đây là mặt nạ lifting, V lifting. Nếu mà mọi người nhớ, chắc là khoảng tầm nửa năm, một năm về trước đó, thì Trinh có làm một cái video về mặt nạ nâng cơ, làm mặt V-Line của một hãng khác. Thì hôm nay được Trinh thấy đây cũng là một cái dạng mặt nạ nâng cơ nữa, nhưng mà này là một hãng hoàn toàn khác so với cái hãng trước Trinh làm. Trinh quên mất cái hãng lần trước Trinh làm tên gì rồi. Tức là trong này thì chỉ có một cái mặt nạ này thôi, nhưng mặt nạ V-Line thôi. Bên cạnh đó thì được tặng thêm 5 cái mặt nạ dưỡng, mặt nạ giấy, Trinh nghĩ là mặt nạ giấy. Em này là anti-wrinkle chống nhăn. Và ngoài ra đây thì là một cái hộp mặt nạ V-Line lẻ. Ok, tên tên. Nãy giờ thì Trinh đã unbox hết tất cả những cái sản phẩm mà Trinh vừa mới nhận được. Đây cứ coi như là một cái video unboxing cuối năm đi ha. Không biết là lúc video này lên thì chắc là sẽ đầu năm Tết rồi. Nhưng mà nói chung là đó, coi như đây là một cái Tết edition. Hy vọng là mọi người thích cái video này nha. Nếu mà mọi người vẫn thích Trinh làm những cái kiểu video như thế này thì nhớ là like video này và comment bên dưới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần thôi. Bye bye. Bây giờ thì Trinh phải đi tập gym đây.